nhà, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Oscar Family TV. Hôm nay thì tụi mình sẽ cùng cả nhà khám phá một nhà hàng Nhật chuyên về sushi ở khu Sunnybank. Nào bây giờ thì cả nhà hãy cùng tụi mình vào khám phá nhà hàng này nha. Đây, mình đã bước vô được cái nhà hàng này rồi mấy bạn ơi. Mình có được một cái khu, cái bàn mà để mình ngồi riêng. Tại vì mình cũng có thể ngồi ở ngay chỗ mà cái băng truyền á, thì ở đó đồ ăn chạy tới mình nhào vô mình lấy ăn khỏi đợi. Còn mình ngồi cái bàn này không có lấy được tới cái băng truyền thì phải mình phải gọi món ở trên cái máy tính nhỏ này nè. Mình thích ăn món nào đó, bấm qua, bấm lại. Đó, bấm tới, bấm lui đó thì mình cứ bấm đó. Mình thích món nào rồi mình chọn món đó, người ta sẽ đem ra cho mình đó mấy bạn. Bây giờ nãy giờ mình đã chọn được những cái món mà món yêu thích của hai vợ chồng. Chút nữa ăn cho mấy bạn coi. Ủa, không phải, chút nữa mấy bạn ăn chung với hai vợ chồng mình nha. Ở đây người ta có để sẵn cho mình nước tương nè. Để sẵn ở trên đây là có gừng. Gừng để mà mình ăn chung với lại sushi cho nó đỡ ngán. Rồi với lại wasabi. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu nha mấy bạn. Rồi đũa một quên, ở đây người ta không có ăn như muỗng là mình để coi có cho muỗng không ta. Tại vì cái mùa này nó hơi nhạy cảm á mấy bạn. Xài muỗng mà để đó đó, người khác người sao vô dễ bị lây bệnh lắm, cho nên á người ta để ở trong á, mình lại mình kêu người ta đem lại cho mình. Mấy bạn đợi món ăn ra đi rồi tụi mình nhào vô coi tiếp ha. Còn đây, ôi cái dĩa này là cái quỳnh tráng các bạn. Cầm cái muốn sụi cái tay luôn đó. Nó nặng. Tại vì người ta ướp nước đá ở trong đó đó, nó để giữ cho nó tươi từ lúc mà còn ở trong nhà bếp, để lúc mà đưa ra tới tay của mình đó, đưa lên tới miệng của mình rồi nó vẫn còn tươi. Đó, nhìn cái dĩa này là quỳnh tráng quá các bạn ơi, nhìn chảy nước miếng luôn. Bây giờ quên, còn cái tô này nữa. Cái con này á thì cái vị của nó ăn thì ngon, nhưng mà tại vì nó thử múc lên rồi chưa có ăn nha, cho nên nhìn nó mới hoành tráng chút, nhưng mà ăn ngon lắm. Tại cái loại này là mì udon mấy bạn, người ta nấu rất là nóng luôn. Người ta vừa đặt cái tôm xuống bàn của mình mà mình múc cái muỗng lên là phỏng sủi liền. Cho nên á, mấy bạn phải đợi 50 phút là mấy bạn đã ăn nha. Cẩn thận trước khi ăn chứ đã. Ở đó mình không biết á, mấy đem ra tưởng giống như mấy cái gì khác đem ra là ăn liền được. Tại vì người ta vừa cái tự nhiên nổ cho mình ăn. Nhưng mà thực chất á, không biết sao cái tô này nè, nó làm bằng cái chất liệu gì á, nhìn thì giống bạn nhìn thôi nha. Nhưng mà nó giữ nhiệt lâu dữ lắm, đem ra tới bạn rồi hả mà nó nóng cực kỳ, nóng như là từ trong cái nồi súp mới múc ra. Rồi bây giờ mấy bạn cùng thưởng thức với vợ chồng mình ha.
chỗ nào rớt đũa này ở trong bịch té ra ăn không có bị nhiễm COVID. Trước khi ăn đó là phải cà đôi đũa vậy nè nha, bạn biết không, để cho mấy cái sợi lông ở trong đây á nó không có dướng cho cái miệng của mình để ăn được mượt mà cái miệng mình hơn. Giờ mình ăn trước cái con tại mới nói con nhiều quá nè, mình ăn trước cái con cầu gai, ăn sống con cầu gai này trước nha. Đây các bạn nhìn thật coi hấp dẫn ha, ôi ngon quá, đưa lên fan mấy bạn mình tụt tay một cái hả, chắc là mình buồn dữ lắm á, hôm qua tụt hết miếng gì hết, ăn miếng kim chi bị tụt. Cái này phải bỏ miếng mù tạt vô, các bạn ăn với mù tạt là giúp nát luôn. Trời ơi, nữa tụt tay mù tạt nữa rồi. Khoan, để ăn thử cầu gai ăn sống coi sao cái vị nó sao, là bỏ mù tạt vô chứ không mà nó bị mất cái vị của cầu gai. Trời ơi, tính là 5 phút béo quá. Ừ, ăn béo. Ăn chi chưa bạn, ăn ăn phô mai cho tôi béo mặt nó nha mấy bạn. Nó béo mà béo tới ốc ò luôn. Nó béo mà mình nghe được cái mùi của hải sản. Trời ơi mấy bạn thử một ngày nào đó đi nha chị em, kêu con cầu gai còn sống ra nằm ra ăn thử như mình, đảm bảo không ghiền không lấy tiền nha. Đây là cái dĩa sashimi đặc biệt nè các bạn. Trong đây á rất nhiều hải sản khác nhau mà được bỏ trên chung một cái dĩa, thành ra ở dưới nó là lớp đá bông cá bào nhỏ, thì nó giữ cho nhiệt độ của thức ăn nó được tươi sống. Ở đây có cái con này giống như tôm hay gì á, rồi ở đây thì có cá hồi, đây thì còn có cá ngừ, rồi ở đây thì có mực tươi nha các bạn, rồi đây á ở đây có con kingfish, rồi ở đây á thì có con này cái gì vậy, con này á là con sò điệp, các bạn nhìn nha, sò điệp nha, cầm cẩn thận nha, rớt đủ cái là nghỉ ăn luôn, có hai con nguyên dĩa, hai con ở người con rớt cái là nghỉ ăn luôn. Anh vô chay em thấy đó, em nếm thử cái nước súp này đi, nó rất là vừa miệng. Mà thường á mình có cái thói quen đó là mình ăn súp trước, giúp cho mình để giữ ấm cái bụng cái bao tử mình, rồi mình sau đó mình ăn đồ lạnh á, mình sẽ thưởng thức được cái vị của đồ sống tốt hơn. Không biết của các bạn thì thế nào, nhưng mà thích vậy. Gừng này mấy bạn nãy mình nói các bạn, gừng á, gừng bạn ăn với lại sushi, ăn với gừng đó không có bị nghe. Cái đó đâu biết đâu, vô ăn sushi nó nhai cũng chết luôn á, anh bị trong sushi nó rất là nhiều cơm, ăn cơm nhiều quá ngán lắm, tại vì ở nhà ăn cơm đã rồi vô ăn sushi ăn cơm tiếp ngán lắm. Bây giờ phải ăn thêm gừng vô, mặc dù ở nhà chưa từng ăn gừng, mình là từ nhỏ tới lớn là không có thích ăn gừng luôn á nha, nghe mùi gừng khá chịu. Cái mùi gừng á là chắc là 5 mét, riêng Oscar nó rất là thích ăn gừng, từ lúc mới có 1 tuổi rưỡi rồi mà nó đã thích ăn nước gừng. Lúc mà về Việt Nam một mình nó ngồi ăn hết phần nước gừng luôn, cả nhà phải cản nó lại chứ không mà nó ăn tiếp tục á, nó tại vì nó dễ bị ảnh hưởng tới cái đường mà tiêu hóa của nó đó, cho nên phải cản nó lại bớt không, nó chơi hết khủng rồi. Trong cái tô súp udon của mình á, mình phát hiện ra trong đây nó có lá đồng biển này các bạn. Cái món Nhật á, nó có một cái là nó làm từ rau củ, rồi nó hầm rau củ, rồi sử dụng những cái gì đó tươi sống, nên cái nước súp nó rất là
trong bây giờ đó mình sẽ ăn thử customer mình cho mấy bạn coi nha. Đây customer tươi ăn trong nhà hàng Nhật ở tại Úc, các bạn thấy không, customer rất là tươi luôn, còn sống nha mấy bạn, chưa có nấu chín, cá thì đã chết rồi nhưng mà thịt cá chưa có nấu chín. Đây sẽ ăn một miếng cá tầm mặn xong cho các bạn coi. Không, mấy bạn ăn cùng với mình nha. Giờ ở nhà mấy bạn chơi thêm một dĩa cá tầm mặn để trước mặt ăn chung với mình nha. Chấm là phải chấm mà vùi dập nó trong tương á, rồi nó mới đậm vị. Vùi dập nó trong mùi tạng nữa, vừa cay vừa hơi có vị mặn, có vị béo của cá nha. Ôi nó béo rồi, béo béo kinh khủng luôn. Chỉ có điều là nó béo thua cái con nãy mình mới ăn á, nó béo thua cái gai thôi. Cứ bản chất cá sao mình phải ăn thật sống á là nó béo mà nó thơm, không có cảm thấy tanh luôn. Công nhận đầu bếp ở đây người ta xử lý hải sản rất là tốt, không có mùi luôn á, người ta bảo quản rất là tốt, đem ra tới cái bàn của mình tươi nguyên một tô nước đá với lại sao mà không tươi, tươi sống ở đây thì ăn nó mới ngon. Rồi tiếp theo là ăn cho mấy bạn coi con sò đẹp nha. Ủa sao sò đẹp này bỏ miếng chanh trọng tâm để ăn sò đẹp kẹp chanh ta? Mấy bạn đó giờ có ăn sò đẹp kẹp chanh chưa? Giờ ăn thử miếng rồi nói sao nha. Đúng ta, ăn vậy á, chấm vô miếng mù tạt với nước tương nè, ăn cực nhả ra. Mới vô á thấy chua, tự nhiên á thấy nó tan trong miệng, cái vị chua nó hòa quyện vô, nó làm cho mình không có cảm thấy là không có cảm thấy nó có bị mùi vị, cái mùi không có thấy gì hết, tại vì á nó tươi, nó đang tươi, thêm miếng chanh vô thì ngon á, bỏ miếng chanh vô ăn ngon. Nghe chăm mấy bạn cắt mỏng thì là mỏng thua nha, ăn luôn chọ. Đây là trứng cá hồi nè các bạn. Trứng cá hồi á, ở đây người ta xử lý rồi người ta bỏ một xíu gia vị vô. Như là nếu mình nhớ không lầm thì ta bỏ một xíu nước tương rồi ta ướp nó vô nên nó sẽ ngon hơn, nó giữ trụ tươi sống trứng cá hồi các bạn. Đây các bạn thưởng thức với mình nha. Đó. Nhìn giống như viên ngọc màu hồng vậy. Bữa nay mình mới ăn cái dĩa mà gọi là cái dĩa đúng sống, nó đúng chất, ừ, nó đã dễ sợ đã tươi ngon ăn mà hả, sợ hết bánh kia đã đây á là bỏ miếng chanh rồi. Đây là cái con bề bề nè các bạn, ở Việt Nam đấy gọi là con bề bề, hay là người miền Tây thì mình gọi là con tôm tích á, tôm tích biển, rất là tươi luôn á. Cái này mình ăn với là bồ tạc là nó sảy, các bạn thử không? Vậy hả? Ăn thử xa mình nha. Nãy người ta ăn thử xa mình có ngon không? Còn dưới cái trứng cá trong chén nước tương. Ôi cái cá béo quá vậy. Béo dữ lắm. Cái cá chỗ này làm ngon béo. Thơm trong cái thôi. Trong tanh luôn. Để ban đi. Ăn thử cái chanh vô ăn. Rồi. Nó thì ăn thử đi. Mình thích ăn vậy. Nhưng mà cái này á, ướp đá mà mình ăn liền á, ngon. Cảm thấy cái vị nó cũng thường. Còn đây là trứng cá mini. Trứng tôm. Trứng tôm hả? Trứng tôm. Ăn trứng tôm.
nước cá nhồi chọc ăn chứ cơm. Đâu mừng quá, khỏi bị cạnh tranh. Hồi xưa đó là mình một mình á ăn hết dĩa này, mà bây giờ sợ cholesterol giảm bớt lại, dù là rất là thích cũng phải giảm bớt lại, nhường cho vợ. Rồi sau này phải cho cắt một cái gì ạ? Cá gì, cá người, cắt một cá người mà chà bá lửa luôn. Trời ơi, nhìn bự hơn cái mặt mình luôn rồi các bạn thấy không? Ưu tiên cho vợ. Chắc biết mãi hay sao? Này chắc biết vợ vô đây quay video cho các bạn coi á. Biết mãi. Thử ta, ngừng nha. Cá người không có thích tâm luôn nè. Cá người con cá mà dễ tâm nhất là anh đó. Đang thích tâm. Đây là con ốc. Em thì chắc em biết nhiều hơn anh về ốc. Cái con đó là con gì ta? Giống cái chân của con gì á? Đây là miếng thịt của con ốc. Mà này đều được làm sạch rồi, bạn thấy không? Nhìn rất là tươi, giống như là miếng cá hồi cá người vậy đó. Cá hồi vậy. Đây là mực nè. Đó giờ mình hồi nhỏ mình chưa bao giờ biết ăn mực sống gì hết trơn, mà từ khi mà mình qua Úc á, mình được đi ăn cũng như là ăn nhà hàng Nhật á, trời ơi mình ăn lần đầu tiên món mực sống tươi sống vậy nè, thấy thịt lắm, ngon tuyệt vời luôn. Hồi nãy nói đó là cái cục cá sa mịn này chà mặt ơn, cục cá ngừ này quá bự, ăn một lần không nhét nổi cái miệng luôn, mình ăn từ từ cũng hết. Chấm nãy giờ hào quá. Bây giờ á cục này bự quá, để đây chúng ăn tiếp nha, giới thiệu cho mấy bạn thêm mấy món khác. Bây giờ mình ăn ăn mực nha bạn. Con mực không ta? Ừ đúng rồi, con mực. Chút thôi ăn mực. Ăn chứ trước nè. Chính tường. Chấm mực vô nước tương pha wasabi. Rồi đút vô miệng thử hết. Bây giờ tròn mà dai phải không? Giống như ông xã. Dạ, kinh khủng luôn. Ăn đực mà giống như là ăn kẹo nè. Ăn nhai rất 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 rất. Nhà hàng Nhật á, khi mà người ta trưng bày dĩa sashimi á, rất là bắt mắt. Mà nhìn là các bạn thèm thuồng liền luôn á. Đó. Bây giờ á, tiếp tục sẽ ăn thử con tôm tích sống cho các bạn coi nha. Đây là con tôm tích sống, người ta mổ bụng nó ra là ở giữa rồi để lấy cái sợi chỉ đất ta làm sạch rồi. Người ta làm sạch á. Giờ mình sẽ ăn thử con tôm tích vô cho mấy bạn coi. Quá ngon. Vừa lấy trong nước đá ra luôn, đang ướp nước đá này mà. Vừa nấu xong nha. Em thấy sao? Tươi. Thấy nó rất là, tôi thấy nó cũng béo ta. Thật tích sao cái béo của mình. Thấy nó tươi. Không hề có một người tăng luôn, nãy giờ ăn mấy món rồi chưa hề có miếng tăng. Mà phải nói không? À, công nhận đồ Nhật kết quá tươi sống. Này cá gì ta? King fish. Là gì? Ăn cá gì? Cá hoàng đế, cá vua. À, cá vua. Tại sao lại không cá vua? Cái tên của nó là King fish, anh không biết đâu. Tại hồi xưa đi cầu nên mình biết cái tên con cá. Cái cá này Việt Nam gọi là gì đó? Tại hồi xưa Việt Nam á, đi khách đi chợ. Bây giờ đi ra chợ cũng biết kêu cá gì nữa. Thì theo như
ổng nói này là con cá mà là du, cá du á, biết vậy thôi. Rồi rồi bán không biết ăn luôn nè, cá nào cũng biết ăn ngọt dữ lắm, phải Việt Nam á. Mình ít ăn cá dữ lắm, tại vì á bị dữ cá thì sao á, ăn cá nào cũng phải tanh. Nấu mặc dù ở nhà người ta nấu rất là kỹ rồi, làm đủ kiểu luôn, nhưng mà vẫn thích ăn cá, không quá tanh. Trong đầu người ta nghĩ là chưa ăn mà ta nghĩ đến là tanh cho nên không muốn ăn. Mà qua đây ăn mấy cái gọi là sashimi này nè, thấy một cái tâm luôn các bạn. Đâu nào ăn thấy gì thêm chứ không thấy tâm. Đó có tiền ăn không? Đúng rồi. Anh cũng cố gắng là giống như là chèn cái thời gian ra vẫn mà sẽ đi ăn ngon ha. Dạ. Yeah. Mình sẽ tổng kết hết tất cả những món ngon và chia sẻ với các bạn ha. Giờ mình ăn tiếp đi ha. Cái phần tráng miệng, đây là món ăn tráng miệng mà hôm nay tụi mình chọn. Đây là món kem mochi. Ở ngoài á, nó làm là bằng cái bột dẻo giống như bánh mochi mấy bạn đang ăn á, nhưng mà ở phía trong á là nó làm bằng kem tươi. Đó, có kem tươi ở trong cái rụng cái bánh này nè. Bây giờ á, mọi người cùng ăn tráng miệng với tụi mình, rồi xong rồi mình kết thúc cái bữa ăn hôm nay ha. Rồi bây giờ mình thử ăn cái món mochi. Kem mochi này nha mấy bạn ha. Bây giờ anh cắt ra cho em đi. Cái này mình cắt làm đôi, chia cho ông xã mình phân nửa, còn mình phân nửa ha. Này mấy bạn nhìn nè, ở trong nó là của không, này phải trong phải kem tươi anh ơi, đậu phải kem tươi. Ở trong nó làm bằng đậu đỏ. Ừ. Cũng có kem nữa chứ. Nhưng mà hồi nãy là mình gọi cái này là cái mochi dâu tây. Đây. Nè mấy bạn thấy không? Bây giờ mình ăn thử cái mochi dâu tây này coi cái vị nó như thế nào nha. Hình như ở trong nó có kem gì tươi hay màu trắng vậy ta? Có kem. Thơm mùi dâu cực kỳ luôn mấy bạn ơi. Đây ăn thử cho mấy bạn coi nha. Mát lạnh cổ họng luôn. Vậy cái này mới lấy làm tủ lạnh ra. Các bạn thấy giống cái bánh mà bữa mình coi trong bánh cò á, bánh mùi chi á. Thế này mà ăn mà hả, giỡn giỡn cái là mắc nghẹn liền luôn á. Đây cái bột này rất là dễ mắc nghẹn cổ họng, lúc mình ăn phải nhai cẩn thận nha mấy bạn. Đây. Bạn thấy chưa? Rồi cái phần này là cho ổng ăn nha mấy bạn. Ngon lắm á, mời các bạn nha. Ông nhai rất là nữ tính các bạn ơi. Mình thì quất nguyên cục đó vô miệng ăn là luôn cho hết lẹ.
không nghẹn á. Không sợ mất nghẹn. Nãy đã được cảnh báo trước rồi. Vậy là nãy giờ vợ chồng mình đã thưởng thức xong bữa ăn, cũng đã review cho mấy bạn coi. Thì cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video của tụi mình. Hẹn gặp lại mấy bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn.